Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ là Bùi Văn Đảng, 32 tuổi, ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đại diện công an huyện Lục Yên cho biết, Đảng là nghi phạm đã cầm dao truy sát khiến một người chết, một người trọng thương. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2022, Đảng dùng dao đâm vào vùng bụng anh Bùi Văn Chinh, 32 tuổi, ở xã Minh Xuân. Bị đâm, anh Chinh bỏ chạy nhưng bị Đảng truy sát dẫn đến tử vong. Sau đó, đảng bỏ chạy ra đường, tiếp tục đâm anh Trần Văn Dũng, 39 tuổi, ở xã Minh Xuân, trọng thương. Gây án xong, đảng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt đảng, đồng thời đề nghị người dân không ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết, sau khi gây án, đảng bỏ trốn lên núi kéo quả sau nhà, cách hiện trường gây án khoảng 200 mét. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người truy bắt, nhưng do địa hình hiểm trở, nhiều hăng hốc nên không tìm thấy đảng. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 22 tháng 3, lực lượng chức năng thấy đảng tử vong trong tư thế treo cổ. Ông đúng cho biết, đảng đã có vợ và hai con làm nông nghiệp. Đảng nghiện chơi điện tử và thích xem phim hành động bạo lực, ít khi ra khỏi nhà.